Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta xử lý những cái đường gồ ghề giữa hai mảng màu khác nhau, tạo ra một cái khoảng phân cách giữa hai cái mảng màu đó. Và cái nội dung mình làm hôm nay là dựa trên nội dung của một bạn đã inbox trực tiếp cho mình. Và mình thấy cái nội dung này mình cũng thường xuyên sử dụng và nó cũng rất là tốt cho công việc, nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Link hình ảnh dưới phần comment đầu tiên, các bạn hãy vào đó download về giúp mình nhé. Bình thường là các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là smooth tool, sau đó là các bạn bôi như vậy, vậy đúng không nào? Nhưng mà cách này làm thì cũng là được thôi, nhưng mà nó chưa chính xác. Vậy thì làm như nào mới là chính xác? Các bạn phải làm như sau giúp mình nhé. Đầu tiên là các bạn hãy đặt cho mình cái strength là 20%. Đó, vẫn là cái công cụ Smooth Tool. Sau đó các bạn hãy ấn cho mình cái phím tắt là F5. Ở đây về cái phần Brush, các bạn chọn cho mình Brush Stiff Sharp, thì chọn cho mình cái Smooth thôi nhá. Nó sẽ là cái nét gọn mềm. Cái kích thước thì các bạn hãy điều chỉnh, nhưng ở đây mình sẽ để khoảng 50. Tiếp đến cái mà các bạn cần phải quan tâm là cái phần Scattering này. Cái này là cái quan trọng nhất. Nó sẽ làm cho các cái nét mà chúng ta đi nó sẽ rất là mượt, cái độ phân tán các cái điểm màu nó sẽ rất là tốt. Ở đây thì check cho mình vào cái ô là Both Excess, có nghĩa là nó sẽ phân tán các cái màu theo cả hai trục OX và OY ngang dọc và trên dưới các bạn nhé. Sau đó chọn cho mình ở đây là 60%. Tiếp đến các bạn cần phải quan tâm đó chính là cái phần transfer, là cái phần chuyển đổi. Cái phần này cũng rất là quan trọng. Tại vì nếu như các bạn hãy nhìn ở cái phần mô tả phía dưới thì các bạn sẽ thấy, giả sử nếu như các bạn để nó quá cao đó thì cái phần đi smooth của các bạn ấy, nó sẽ rất là nhạt. Ở đây mình chỉ để khoảng 20% thôi. Còn cái phần scattering ấy, nếu như các bạn mà không hiểu nó thì các bạn hãy thử tăng cái thông số trên đi. Các bạn nhìn thấy không, khi mà các bạn để nó phần trăm quá lớn thì nó sẽ biến thành các cái hạt và nó sẽ không thành các cái nét cọ nữa. Nên là đấy là lý do vì sao mình sẽ để là 60% các bạn nhé. Và tất nhiên rồi, các bạn vẫn phải chọn vào cho mình cái ô là smoothing giúp mình nhé. Đến đây rồi, các bạn hãy dùng thử đi. Ấn F7, mình sẽ zoom to lên. Các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy nó cái hiệu quả của nó chưa? Với những cái vùng nó nhỏ thì các bạn hãy nháy phải và chọn cái kích thước nó nhỏ thôi. Đoạn này mình sẽ cho nhỏ này. Rồi, vậy là xong rồi nha các bạn. Và đây chính là cái kết quả của chúng ta khi sử dụng cái lệnh Smooth Tool. Cũng là cái lệnh Smooth Tool, nhưng nếu như các bạn biết cài đặt ở cái phần Brush của nó ấy, thì cái nét đi của chúng ta sẽ rất là mượt và rất là hiệu quả, đúng không nào? Rồi, nội dung của mình cũng chỉ có vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích nội dung của bên mình, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.